Sáng ngày 5 tháng 2, Ngày Thơ Việt Nam năm 2023 với chủ đề Khát vọng phương Nam do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa khai mạc tại khuôn viên của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà văn, nhà thơ. Tại lễ khai mạc, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức đánh trống khai hội và chúc mừng Ngày Thơ Việt Nam với những hoạt động sôi nổi, mang theo hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 20 năm tổ chức, lần đầu tiên vào năm 2003, Ngày Thơ Việt Nam là một lễ hội thi ca để những người làm thơ, yêu thơ được gặp gỡ, tào ngộ, được kết nối với nhau trong không gian sáng tạo. Với nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vô cùng xúc cảm. Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19 thì dòng thơ ca đã được nối lại với một sức sống trẻ trung, mạnh mẽ, sáng tạo hơn. Ngày Thơ Việt Nam không chỉ dành cho nhà thơ mà thực sự đây là ngày của những nhà sáng tác, người cầm bút. Họ đến với một tâm hồn yêu văn học và lan tỏa cảm hứng văn chương đến công chúng nhiều hơn. Thật ra thì tôi cũng rất là mong là Ngày Thơ không phải chỉ có thơ mà là của những người sáng tác, của những, thật ra văn và thơ nó cũng là một hình thức để mà phản ánh đời sống, tác động vào đời sống, đồng hành cùng đời sống để nhân văn hơn, để con người ta mạnh mẽ hơn, người ta tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ đây là ngày dành cho những người sáng tác, cho tất cả những người cầm bút để chúng ta có một cái cảm hứng, trách nhiệm ngồi bút hơn, yêu thương cuộc sống hơn và khao khát được sáng tạo làm sao để có được nhiều tác phẩm gửi đến công chúng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đặc biệt bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tham dự cho biết, ông vô cùng xúc động khi Ngày Thơ năm nay vô cùng đặc biệt vì nó cho thấy sự trỗi dậy, sức sống mãnh liệt trong thơ ca của người dân thành phố Hồ Chí Minh sau dịch Covid-19. Thơ ca đã cất tiếng cùng với những người dân thành phố, và cái khát vọng phương Nam là một chủ đề hay và nói đúng cái bản chất. Với khát vọng đó thì người dân thành phố mới đi qua được cái đại dịch. Với khát vọng đó con người mới gắn kết lại với nhau. Và tôi nghĩ là Ngày Thơ hôm nay có rất nhiều các nhà thơ khác biệt đã đến với nhau, cùng chia sẻ với nhau trong khát vọng đó và cùng cất tiếng cho những vẻ đẹp của con người cũng như cho sự hồi sinh của thành phố và cho con đường tương lai của thành phố này. Tôi nghĩ là các bài thơ không được rời bỏ đời sống này. Các thơ là người đồng hành tận cùng với con người trong mỗi một góc ngách của đời sống. Họ nói về đau thương nhưng để nói về tương lai. Họ nói về mất mát nhưng để nói về tương lai. Và tất cả những cái điều gì họ phải đối mặt với tất cả những hiện thực của đời sống này. Mỗi nhà thơ hay mỗi bài thơ không được trốn chạy khỏi đời sống hiện thực. Nhưng từ hiện thực đó phải mang lại cho con người đức tin, tình yêu và sự khát vọng. Dịp này, những gương mặt thơ tiêu biểu của thành phố với nhiều thế hệ như Lê Tú Lệ, Phạm Phương Lan, Nguyễn Phong Việt, v.v. đã lần lượt thể hiện những thi phẩm của mình trên sân khấu. Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vinh danh những nhân vật trong các tác phẩm đạt giải, đồng thời trao 2 giải nhì, không có giải nhất, 4 giải ba, 4 giải tư cho các tác giả đạt giải cuộc thi bút ký, những hy sinh thầm lặng nhằm tri ân những tấm gương hy sinh cứu người bệnh của các y bác sĩ, sự dấn thân của các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ngày Thơ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày, 4 tháng 2 và 5 tháng 2, với nhiều hoạt động triển lãm, thưởng thơ, sáng tạo lều thơ của các câu lạc bộ, tôn vinh các nhà thơ tiêu biểu trên con đường thơ.